Les bidons? Hein? Banana? Stuart? Macarena? Banana! Ba 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 banana. Ba 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 banana. Con Mia nó hay hát vậy đó. Nè, cái chú thì từ nãy giờ ăn gần 10 trái rồi, no lắm rồi, không thể nào ăn được nữa. Bởi vì ta nói á, cái con Mian á thì nó ăn chuối nó thấy ngon, nó mê chuối, chuối nó là tất cả. Nhưng mà đối với con người là không phải nha, ăn nhiều quá là cũng tới lơ tới cổ rồi nha, không bao giờ ăn chuối nữa. Hey!